Hello. Dạ. Chào ngày mới. Hôm nay em về trời lửa Nam Cách Tên cho mọi người nè. Hôm nay cũng hơi nhỏ nhẹ chút xíu do là buổi sáng mấy bữa nay trời nó cũng khá lạnh. Đó, đi đường sáng nó cũng lạnh lắm. Đó, bốn bé trời lửa đuôi rất là dài ha. Đó. Rồi, còn ở đây là chim 18, 19, chim đuôi ngắn, chim cu bảy đấu. Đó, hôm nay không có nhiều chim nha mọi người nha. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ chút xíu. Em sẽ làm một cái event nhỏ nhỏ ha. Không biết là em đang làm event ở bên cái kênh Thành Lê hay là em làm event ở bên kênh Thành Lê Animal nữa. Nhưng mà anh em chịu khó xem clip tua nhanh mất quyền lợi. Rồi, ok mọi người, đợi em chút xíu nha. Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2021. Hôm nay phải nói là một cái ngày, cái này đang nói về cái ngày nha, rất là đẹp. 21, 12, 21. Ủa, cái số này giống như số gắn mấy anh nào mà chơi kỹ thuật số hay là chơi điện toán đám mây gì á. Mấy anh hôm nay chắc cũng nặng túi à. Rồi bây giờ em sẽ review cho tất cả mọi người cùng xem. Bên cái học bên này thì nó là chòe lửa đuôi ngắn, nó đều đồng giá là 240.000 nha. Đó, chòe lửa Nam Cách Tiên, chim này chim mới chưa ăn cám, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ review cho các anh xem. Đây là bé số 1 ha. Bé số 1 thì nó hơi nhảy chút xíu nhưng mà dáng thì đẹp rồi, khỏi phải chê. Đó, đây là bé số 1. Còn đây là bé số 2, đuôi đều rất là đẹp. Đó, giá là 240.000. Chòe lửa Nam Cách Tiên. Đuôi bé này chắc tầm, theo em đoán chắc tầm 15. Rồi đây là bé số 3 ha. Bé số 3 thì đuôi nó cũng hơi dài, tầm 18 đổ lại. Đó, đuôi tôm luôn, bé số 3. Rồi đây là bé thứ 4, dáng siêu xẻ, mép vàng. Đó, phải nói là bán chim quảng cáo ghê quá. Quảng cáo giống như đúng rồi vậy. Đuôi tôm luôn nè, mép vàng ha. Dáng phải nói là xẻ, rất là xẻ và rất là mi nhon ha. Đây là bé thứ 4 đó, các anh thấy ha, mép còn rất là vàng. Bé thứ 4 ha. Giá là 240.000. Rồi đây là bé thứ 5. Bé thứ 5 này thì mới ăn no rồi, quay đầu rồi. Đó, cũng 240.000 luôn. Bé này ô thứ 5 nè. Rồi, bên này, bé này ô thứ 6. Tạch nhiều, mép vàng luôn. Để em xem lại coi xem mép vàng không. Mà đuôi thì rất là đẹp. Bé này đuôi khoảng chừng 16 hay 16 năm gì đổ lại. Nhưng mà rất là đẹp, cánh xệ, đuôi ben. Đây, đó, ăn uống rất là ok ha. Bé này hấu ăn nè. Đó, rất là đẹp, mặt mũi rất là đẹp. Bé này cũng vừa hết mép luôn nè. Các anh thấy mép nó vừa hết mép. Bé này ô thứ 6 nha. Ô thứ 6, đó, cũng 240.000. Rồi, đây là bé ô này, ô thứ 7. Bé này đuôi gần 18. Đó, bữa nay em bán giá phải nói là rất là bình dân luôn. Từ 18 đổ lại em bán 240.000 nha mọi người nha. Thì nó có, từ 18 đổ lại có nghĩa là nó sẽ có 15, 16, 17 và 17, 5, 17, 8, 17, 7 gì đó. Không có chia giá ra, chi cho nó mệt. Bán vậy cho nó nhanh nha. Gỡ tiền sâu rồi chứ không có gì hết á. Rồi đây là bé này ô thứ 7 nè. Đó, do là cái nguồn chim ở bên em ngập. Em nhập ha, bữa nay nó ngọc rồi. Em nhập chim ở bên Nam Cách Tiên. Nó rất là nhiều nguồn cho nên là em đào cái giá xuống cho mọi người dễ chịu một chút xíu ha. Từ 18 đổ xuống là 240.000, em nhắc lại, từ 18 đổ xuống là 240.000 thì nó có 15, 16, 17 và thậm chí là 17, 8, 17, 9 gì cũng vậy ha. Đây, bé này số 8 ha, đang ăn rất là tỉnh táo, bé này mép vàng luôn. Đây, ô thứ 8 ha, ăn uống rất là ok, rất là hấu ăn. Những cái bé nào hấu ăn, các anh nuôi nó sẽ rất là mau chơi. Đây là ô thứ 9, đuôi thứ 9, bé này đuôi cũng tương đối dài. Tương đối dài, đuôi cũng rất là đẹp. Đó, ô thứ 9 nè. Đó là đuôi nè. Em không đo đuôi nha mọi người nha. Mấy cái bé mà 240 là em không đo đuôi. Đây là ô thứ 10. Bé này phải nói là đuôi chắc 14 năm hoặc 15 đổ lại rồi. Mép vàng, đuôi rất là đều, rất là to. Bản đuôi to đẹp ha. Bây giờ em sẽ review từ ở trên cao xuống. Đó. Rất, đó, mép vàng luôn. Đó, thấy chưa, thấy cái đuôi chưa, đuôi đẹp chưa. Rồi, bé này là ô thứ 10. Ô thứ 10 nha mọi người nha. Ô thứ 10.
Người ta hay nói là thứ 10 cười ra nước mắt đó. Đó, đây là 11, tạch rất là to. Đó, 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 đó. Tạch rất là to, rất là xiên tạch. Đều đồng giá là 240k. Đó, ô, mé này ô thứ 11 nha. Mé vàng. Em đang bị vướng cái điện thoại nên là không có kê sát vào đây được. Thôi, em quay sơ sơ thôi. Chim nó cũng không có nhiều tiền cho nên là quay sơ sơ tạm thời. Nói chung là có xem thấy được cái hình dáng đó rồi. Rồi bé này đuôi cũng rất là đều luôn ha. Bé này ô thứ 12 nè. Đó đuôi nè. Đuôi rất là đều đó. Tạch rất là ok ha. Vừa mới gặp em là đứng tạch tạch đó. Đuôi rất là đều ha. Đó, ô thứ 12. Đó giá là 240 ngàn. Đó em review sơ sơ 12 bé này thôi. Rồi bây giờ tới chim cu bảy đấu nè. Chim cu bảy đấu thì giá là 350 ngàn nha. Vừa qua bán chim cu phải nói là rất là nhiều anh em đam mê cái dòng chim cu gái này. Đó hôm qua em kia ấy lộn xin lỗi ha. Hình như là 3-4 ngày trước vậy á. Em về được 6 bé mà mới trong vòng 50 phút gì là đã hết rồi. Đó, bé này thì rất là to. Bé này tướng rất là to, cườm rất là nhuyễn ha. Đó, cườm rất là nhuyễn. Rồi đây là bé số 1 ha. Rồi bên này là bé số 2 nè. Bé số 2 lên cầu đứng rất là ngon lành nè. Đó, em kê điện thoại vô cái nó nhảy xuống rồi. Đó. Nhưng mà em cũng cố gắng em quay cho nó rõ. Đây là bé số 2 nè. Không biết làm sao lấy nét lại đây. Đó, 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 lấy nét lại rồi ha. Đó, lên cầu rất là ok ha. Rồi. Đây là cái bé số 3. Bé số 3 cườm rất là cao nè. Cườm tấm rất là cao. Đây là bé số 3. Đó, rất đẹp. Đi lại rất là tĩnh. Rồi đây là bé số 4 nè. Hôm nay là không có nhiều nha. Hôm nay chỉ có 5 bé thôi. Đây bé số 4. Bé số 4 này chưa lên cầu. Đang nằm đây nè, nằm suy nghĩ, suy tư về nước Mỹ nè. Rồi bé này là bé số 4 nha. Còn đây là bé số 5. Đây là bé số 5. Đó. Rất là đẹp. Đó 5 bé thôi ha. Đó 5 bé chim cu 7 đâu. Rồi bên này á. Bên này là 13 bé chòe lửa. Thì hôm nay em sẽ bán giá rất là bình dân, có nghĩa là từ 18 9. Từ 19 đi, nói sơ sơ như dễ hiểu, từ 19 đổ lại là 450 ngàn. Còn nếu mà đúng 19 nó tới 700 ngàn nha. Còn 18 5, 18 7, 18 8, 18 9 gì đó, nó đều đồng giá là 450 ngàn. Thì em sẽ quay trước cái bé này 19 năm 700 ngàn nè. Bé này ổ thứ 3 nè. Đó 19 năm là 700 ngàn, chim rất là đẹp ha. Thì những cái bé này nè, anh em nào muốn xem chi tiết, phải nói là xem rất là chi tiết thì có thể qua bên cái kênh Thành Lê Animal ha. Đó, anh em xem rất là chi tiết. Đó ví dụ như bé này nè. Bé này ổ thứ 13 nè, 18 9 này cũng 450 ngàn luôn, chim không có tạch lỗ gì hết nha mọi người nha. Chim rất là đẹp luôn, đó, dáng xẻ cánh dài. Đó, đuôi hơi tôm luôn. Đó, bữa nay coi như là cạnh tranh rất là công bằng luôn. Đó, ví dụ như đây là 18 7 nè, cũng 450 ngàn luôn nè. Bé này ổ thứ 12 nè. Rồi đây ổ thứ 11 là giá là 700 ngàn, đuôi 19 hơn tí xíu. Một bên nữa là 19, một bên nữa là 19 hơn. Đó, giá là 700 ngàn, ô thứ 11, dáng xẻ rất là đẹp. Đó, siêu mini. Cổ thắt cánh. Cái này người ta gọi là cổ thắt cánh gà tre nè. Đó, tạch rất là ok ha. Đó, siêu mini là phải như này nè. Đó, thì cái clip em quay ở bên cái kênh Thành Lê Animal nó rất là chi tiết. Bé này còn nhỏ hơn cái cây thước mà. Đó, cây thước này nè. Cái thước mà em hay đo đuôi chim cho các anh xem á. Đo cái chiều dài đuôi của những cái chú chim này nè. Rồi đây là cái bé chuyển lượng mái ô thứ 6 ha. Đuôi của nó là 14 2 thì cái giá của nó là 1 triệu 2 ha, đuôi tôm. Chuyển lượng mái thì chim này thì, đó đầu bi cổ thắt luôn nè. Lượng mái mà đầu bi cổ thắt nè, rất đẹp ha. Thì anh em nào mà xem clip ở trên mạng những cái bé chè lửa mái mà hot mà để cho chim trống nó sung á thì có thể nuôi bé này nè, đó 14 2. Đó đầu bi cổ thắt, giá là 1 triệu 2 hoặc là các anh có thể nuôi ghép sinh sản ha. Đó thì hôm nay em đang review cho các anh xem ở bên cái kênh này là cái kênh Thành Lê ha. Còn mà anh em xem chim đuôi dài ở bên xem chim đuôi dài để cho nó rất là rõ ràng và chi tiết thì anh em có thể qua bên cái kênh Thành Lê Animal ha. Thì em có làm một cái event nhỏ nhỏ ở bên đó, anh em nhớ xem clip. Và chưa ai á, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ, và đừng quên, phải nói là đừng quên tặng cho em một like ha. Bữa giờ anh em xem clip mà chẳng có ai tặng em like nào á, đâm ra nhiều khi em cũng hơi buồn buồn, sắp Giáng sinh rồi.
Đó, Giáng sinh mà phải Giáng sinh người ta phải vui vẻ chứ, Giáng sinh mà để em buồn là em cũng không biết nói sao, giỡn chơi. Rồi đó, thì em chỉ review sơ sơ vậy thôi nha mọi người nha. Rồi bye bye, chúc tất cả mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an.